Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Bảy ngày 18 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Với mỗi cán bộ đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành hành động tự giác, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức quân nhân cho cán bộ chiến sĩ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ngành tư pháp tỉnh tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số từ hoạt động chuyên môn tới các thao tác nghiệp vụ hành chính, góp phần phục vụ người dân giải quyết các thủ tục hành chính được nhanh chóng kịp thời, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới xây dựng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 17 tháng 5, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã tặng thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong thời gian triển khai các hoạt động đảm bảo công tác y tế phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngành y tế đã phối hợp với các lực lượng quân y, y tế công an, các tổ cấp cứu của Bệnh viện Bạch Mai, Hữu nghị Việt Đức và đặc biệt là sự tham gia của các cán bộ y tế trong ngành thuộc các đơn vị bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Trung tâm các huyện, thị xã, thành phố. Qua đó đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, đảm bảo công tác thường trực cấp cứu, phục vụ chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu, các lực lượng tham gia lễ kỷ niệm và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế đã biểu dương tặng giấy khen cho 16 tập thể và 238 cá nhân có thành tích xuất sắc phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cùng tham gia chương trình có Bưu điện tỉnh và Viettel Post Điện Biên là các đơn vị thực hiện dịch vụ thu. Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 9 điểm cầu huyện thị xã trong toàn tỉnh. Tính đến hết tháng 4 năm 2024, trên địa bàn tỉnh tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội đạt 14,49%. Trong đó, số tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là trên 13,2 nghìn người. Phát biểu tại lễ ra quân, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị mỗi công chức viên chức người lao động ngành bảo hiểm xã hội và cơ quan thực hiện dịch vụ thu, phát huy vai trò công tác thông tin truyền thông, đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với nhân dân, hoàn thành chỉ tiêu có 600 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào ngày ra quân. Ngay sau lễ ra quân, cán bộ công chức viên chức người lao động đã truyền thông lưu động với ô tô xe máy, có cắm phướn gắn thông điệp truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thưa quý vị và các bạn, với cách làm sáng tạo, sát thực tiễn, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành hành động tự giác trong cán bộ đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên. Hiệu quả từ việc học và làm theo Bác, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức quân nhân cho cán bộ chiến sĩ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để việc học và làm theo Bác sát thực tiễn và gắn chặt với nhiệm vụ chính trị được giao, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ đã tổ chức quán triệt sâu sắc, vận dụng linh hoạt sáng tạo trong thực tế. Điển hình gần đây nhất, đơn vị đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên, hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Cán bộ chiến sĩ, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện mô hình dân vận khéo theo gương Bác. Mỗi cán bộ đều tự nguyện đóng góp và hỗ trợ vận động và xây dựng nhà ở cho 3 hộ gia đình nghèo tại bản Hua Róm, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố trong cái quá trình mà tổ chức học tập và làm theo tấm gương của Bác thì mỗi một cán bộ chiến sĩ đều là những cái điển hình trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ở Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, với vị trí là một quân y, học và làm theo phong cách gần dân sát dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt thời gian qua, Thiếu tá Vũ Ngọc Cương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Thiếu tá Vũ Ngọc Cương còn tích cực phối hợp với lực lượng y tế cơ sở, thực hiện các hoạt động khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, đối tượng là người có công tại 12 xã phường trên địa bàn thành phố.
luôn luôn phát huy tốt vai trò của chiến sĩ quân y trong tình hình thực hiện nhiệm vụ đơn vị, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ trong đơn vị cũng như là giúp đỡ người dân trong công tác quân dân y phối hợp. Trong tất cả các chương trình của đơn vị đều lồng ghép với lại công tác quân y vào trong đó, khám chữa bệnh cũng như là giúp dân. Đối với những người lính quân hàm xanh, việc học và làm theo Bác cũng được thực hiện hàng ngày từ những việc làm nhỏ nhất. Mỗi ngày trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân của Bác luôn được các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Mường Pồn học và vận dụng linh hoạt vào thực tế. Đối với địa bàn hai xã biên giới Hua Thanh, Mường Pồn mà đồn phụ trách chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế. Các cán bộ chiến sĩ biên phòng đã luôn bám sát địa bàn, gần gũi với nhân dân. Đồn thường xuyên tổ chức thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân, đồng thời hỗ trợ người dân trong phát triển kinh tế. Cử cán bộ hỗ trợ hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, chung tay xây dựng nông thôn mới, từng bước cải thiện đời sống cho người dân. Qua đó, tình cảm, mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng thêm gắn bó sâu sắc. Để học và làm theo lời Bác thì cũng đồn biên phòng Mường Pồn thì là cũng chung tay xây dựng nông thôn mới, đó là cũng là cái phong trào thì vào chào của đồn biên phòng Mường Pồn. Thì trong năm 2023 vừa rồi thì chúng tôi cũng đã cử hơn 100 nhân công là xuống là xây dựng nông thôn mới, như xây dựng là được khoảng là 12 km. Phối hợp là xây dựng được khoảng 12 km đường liên bản. Học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng trong nhiều năm qua, tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Sáng nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tổ chức các hoạt động thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm tỉnh Điện Biên, 134 năm ngày sinh nhật Bác. Đến với hội thao, hơn 100 vận động viên là đội ngũ cán bộ kiểm lâm trong toàn ngành sẽ thi đấu 3 môn là cầu lông, kéo co và đẩy gậy. Việc tổ chức hội thao là dịp để mỗi cán bộ, người lao động được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cũng như tăng cường tình đoàn kết để cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của ngành đề ra. Là động lực để mỗi cán bộ, người lao động có ý thức tự rèn luyện thân thể, khỏe để lao động, học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, ngành tư pháp tỉnh đã tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số từ hoạt động chuyên môn tới các thao tác nghiệp vụ hành chính trên lĩnh vực phụ trách, qua đó góp phần phục vụ người dân giải quyết các thủ tục hành chính được nhanh chóng kịp thời, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng tới xây dựng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ngành tư pháp đã thực hiện liên thông đối với hai thủ tục hành chính là đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và trợ cấp mai táng phí. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, việc liên thông này đã tạo nhiều thuận lợi đối với cán bộ, công chức và người dân. Nếu như trước đây người dân phải đến 3 cơ quan để thực hiện 3 thủ tục khác nhau, thì hiện nay chỉ cần làm thủ tục một lần trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, sau đó dữ liệu sẽ được truyền trực tiếp qua hệ thống về phần mềm hộ tịch, trả kết quả về Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và về đến tay công dân trong thời hạn 4 ngày. Lĩnh vực liên thông về khai sinh, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế thì thực ra là đối với cán bộ thì là nó cũng rất là thuận lợi là thứ nhất là tra cứu thông tin trên hệ thống nó cũng rất là thuận tiện cho mình quản lý, kể cả về các cái trường hợp đăng ký là mình quản lý thuận tiện. Thế còn đối với người dân thì nó cũng có một cái thuận lợi là khi đăng ký liên thông ấy thì nó giảm được cái thời gian đi lại cho người dân, vì đã liên thông chỉ đến một lần và lấy kết quả tại một cửa của phường Mường Thanh. Cùng với đó, năm 2023, Sở Tư pháp cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp phiếu lý lịch tư pháp,
thông qua dịch vụ công trực tuyến. Quy trình cấp phiếu được quy định rõ ràng, trình tự, thủ tục thực hiện, thời hạn giải quyết của từng bộ phận trong quá trình xử lý hồ sơ. Sở cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời cử một cán bộ công chức trực tiếp hướng dẫn người dân nộp trực tuyến tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nhờ đó, từ ngày 1 tháng 7 2023 đến nay, 100% thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp tại sở đã được thực hiện trực tuyến. Tôi đến phòng một cửa để làm cái lý lịch tư pháp để đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài. Thì đến đây cũng được các anh chị bên cán bộ bên sở tư pháp hướng dẫn kê khai trực tuyến. Tôi rất hài lòng và thuận tiện. Thì sau này người xa như tôi thì không cần phải lên đây để làm lý lịch nữa, phải ở nhà cần điện thoại để truy cập làm thôi. Các cái thông tin định danh rồi nơi thường trú của công dân là chúng tôi có thể khai thác được ở trên môi trường điện tử mà không cần phải người dân xuất trình sổ hộ khẩu hay là giấy tờ khác để chứng minh là nơi thường trú của mình ở đâu. Và nó thuận tiện hơn nữa đây là cái việc tra cứu hồ sơ, sổ sách chúng tôi không phải viết sổ tay. Bản thân người dân khi mà khai thác cái quá trình giải quyết hồ sơ của mình cũng sử dụng trên thiết bị điện thoại là biết là hồ sơ của mình đã đến ngày trả kết quả chưa và nó đang ở bộ phận nào giải quyết thì nó rất là cụ thể. Ngành tư pháp tỉnh hiện nay đã ứng dụng công nghệ thông tin trong hầu hết các nhiệm vụ trong thực thi công vụ, ứng dụng và triển khai các hệ thống trang thiết bị, hệ thống mạng và hệ thống an toàn an ninh, bảo mật thông tin, đồng thời đẩy mạnh triển khai sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh, duy trì và sử dụng 8 phần mềm ứng dụng chuyên ngành tư pháp, tăng cường hoạt động của trang thông tin điện tử. Đặc biệt, năm 2023, ngành đã thực hiện số hóa toàn bộ sổ hộ tịch còn lưu trữ được trước ngày 1 tháng 1, 2019 để đưa vào cơ sở dữ liệu quốc gia với tổng số gần 590.000 trường hợp. Qua đó, người có thẩm quyền có thể tra cứu phục vụ cho công tác quản lý và thực hiện các thủ tục có liên quan cho công dân. Thì ngành hộ pháp nằm trong top của những ngành đi đầu trong chuyển đổi số, trong đó thì công an, tư pháp là có những cái trường thông tin mà gắn kết cái thông tin ban đầu cho công dân. Do vậy là đây là cái điều kiện nhưng mà là cái trách nhiệm bắt buộc ngành tư pháp phải thực hiện trong cái thời gian tới, nào tiến tới là phải gần tới gần như 100% để giúp cho người dân thực hiện cả cái giao dịch dân sự rồi các cái vấn đề liên quan đến nhân thân con người. Khi thực hiện thủ tục hành chính đối với các dữ liệu được khai thác trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người dân không cần kê khai lại thông tin, các thủ tục trực tuyến toàn trình. Vì vậy, người dân cũng không cần đến cơ quan nhà nước thực hiện. Bởi vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin đối với ngành tư pháp đã góp phần thực hiện quản lý nhà nước về công tác tư pháp khoa học cụ thể hơn. Quan trọng nhất là tạo điều kiện thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nhanh, đơn giản hóa và thuận lợi cho người dân. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.